bếp ba thang này rất là lạ luôn nhớ bạn. Đó, mình sẽ dặn lên. À, cái đèn này sáng lên nè, đó tắt nè. Đèn sáng lên sẽ thổi lửa lên nè. À, rất rất lạ ha. Đây bếp than. À. Đó khi mình dặn lên là đè gió nó thổi mạnh đó các bạn. Thì là lửa ở trên nó phừng lên nè. À, than nó cháy mạnh lên. Giống như cái này là thổi gió vô đó các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nhé. À, chiều tối nay mình đang có mặt ở trên đường Hoàng Sa, ở đây thuộc phường 9 quận 3 đó các bạn. Trước mặt chúng ta là cái kênh Nhiêu Lộc. Mình thấy ở đây có quán Lý Sơn nằm ở trên đường Hoàng Sa luôn. Bán về lẩu bò tươi nè, rồi dê tươi. Mình thấy cái tủ thịt được trình bày sáng sủa và rất là hấp dẫn luôn. Mình thấy đầy dung thịt luôn. Cái món lẩu bò là cái món mà dành cho những người thích ăn bò và thích ăn nóng đó các bạn. Cho nên hôm nay mình sẽ ghé vào đây, mình sẽ quay một số hình ảnh về cái lẩu bò tươi ở đây cho các bạn cùng xem. Lẩu bò tươi bí quyết 35 năm. Bạn bè hay người thân cũng khá là lý thú nha các bạn. Buổi chiều chúng ta ngồi cặp theo dĩa hè trên đường Hoàng Sa, bên bờ kênh Nhiêu Lộc, chúng ta xa xa thấy khách tới cũng nhiều đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ gửi xe ở cũng cặp ở dĩa hè này luôn và có người trong xe cho mình. Đây là quán lẩu bò tươi bí quyết 35 năm. Cái tủ bò được treo những miếng thịt, những cái thịt đồ nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cái tủ bò thì nằm ở trong nhà ha, mình khách sẽ ngồi cặp theo dĩa hè cũng khá là lý thú. Những cái tủ bò nhìn hấp dẫn không, những cái lòng bò này kia thịt đồ đầy ắp luôn các bạn. Giao hàng tận nơi luôn. Nhìn cái tủ thịt mình thấy tràn bờ đê luôn, nhìn là mê ly rùng rợn luôn. Ở đây bán lẩu bò, rồi lẩu dê đó các bạn, rất là nhiều loại thịt luôn. Ở đây là những cái này dê hả cô ha? Dê. Đây là phần dê đây. Từ đây dê và tà bò đều là lẩu bò tươi, lẩu dê tươi hết. Rồi đây là những cái này lòng bò hả cô ha? Dạ. Mình thấy có những cái tổ ong nè. Tổ ong thì nói sao thì hình nó như vậy nha, nó có những cái ô hình giống như cái tổ ong á. Rồi những cái khăn lông lá sách. Quá hấp dẫn luôn những cái về cái lẩu bò này. Cái này là cái gì rồi vậy con? Dạ cuốn họng. Cuốn họng. Cuốn họng. Rồi đuôi bò nè. Cái đuôi bò sẽ ăn béo rồi ăn ăn giòn đó các bạn. Rồi mình thấy những cái đồ lòng về thịt nạm rồi nè. Đây là sườn non. Sườn non. Rồi ở dưới là những cái phần là cô đã cắt sẵn nha. Gân rồi đủ thứ luôn. Cái đuôi, phần đuôi cắt sẵn. Rồi
này lá sách nè, ngon à, lá sách nè à, thấy có cả bò viên, thanh long, lá sách, tổ ong gì đã cắt ra hết nha các bạn. Thịt tái, thịt nạm gì có hết luôn. Đây là nguyên cái này là bò không hả cô ha? Dạ bò, hàng tươi luôn, hàng tươi nóng luôn á. Đây là một phần lẩu bò cho anh ta. Dạ cái này là 250. Thì khách gọi thì mình có thể bỏ những cái thịt lòng rồi là đủ thứ hay không ha? Dạ, cái này được chọn topping. Dạ. Tức là mình được chọn món, còn khách không chọn thì thập cẩm. Thập cẩm đầy đủ. À, khách thích món gì thì gọi món đó, còn dạ, không thì quán sẽ làm thập cẩm. Được này. Chọn, ở đây gian hàng được chọn. Dạ. Thập cẩm sẽ làm thập cẩm đầy đủ cho mình luôn. Còn nếu mình thích ăn cái món gì thì mình gọi thêm những cái món đó. Dạ, bò tơ hấp cuốn rau rừng. Bò tơ hấp cuốn rau rừng bao nhiêu một phần? 149 ngàn. Ồ, rất to luôn. Xem cô chặt những cái phần bò. Dạ, cái đuôi. Ngoài đuôi bò hả cô? Dạ. Ngoài những cái lẩu bò tươi, lẩu dê tươi, rồi còn những cái món khác kèm theo rất cũng rất là hấp dẫn nha các bạn. À, đuôi hả cô? Dạ. À, mình thấy cái tủ thịt của cô đầy nhóc luôn. À, chứng tỏ là cái lượng khách cũng sẽ rất là nhiều thì cô mới bán nhiều cái lượng thịt như vậy. Ở đây mình bán đây được bao nhiêu năm rồi cô? Dạ cái này thì mở cái chỗ này thì được 5 rưỡi rồi. Dạ. Ngày trước đó mình có bán đâu không? Dạ có ở Bình Tân. Thay báo Bình Tân rồi dạ. Mới chuyển về đây 1 năm rưỡi. Dạ. À, trình bày rất là sáng sủa luôn và nhiều loại thịt. Cô đang chặt những cái phần bò đuôi. Cái này chắc mình cũng có nấu qua nó mềm rồi hả cô ha? Dạ cái này mềm vừa ăn luôn. Chỉ là lẩu cho nó nóng lại. Dạ dạ. Đây chiên về lẩu bò, lẩu dê nha các bạn. Dạ sáng thường thường là 10 giờ 10 rưỡi đồ đi là mình có rồi, mở dạ. Cửa rồi. Dạ. Tới mấy giờ bán khoảng mấy giờ? Dạ bán tới 11 giờ đêm. Dạ. Dịch thì tới 11 giờ đêm. À. Còn sau này có thể là mình muộn hơn xíu. À, bán từ khoảng 10 giờ 10 giờ. Đã đến 11 giờ đêm thì các bạn có thể ghé ăn ăn trưa nè, ăn chiều nè, ăn tối nè, hoặc là có thể cùng với bạn bè làm lây rai vài lon bia cũng mà, khá là lý tưởng. Nếu mà khách lỡ đến 11 giờ thì cũng nhận luôn, tại nhà bán không ạ? À? Dạ dạ. Người nhà bán không ạ? À? À, như những cái lẩu bò gì cô bán đây nó có mấy mức giá vậy con? Dạ lẩu bò 200 thấp nhất là 201, 250, 300. Lúc trước là 150, nay hàng lên quá là mình phải từ 201 độ lên, nay lên. Bây giờ tùy theo cái lượng người ăn bao nhiêu người ha thì mình gọi cái giá nó tương ứng. Nhưng mà giờ thường ăn ghiền người ta ăn từ 250 không à. Dạ dạ. 201 mà ăn thôi cũng phải kêu thêm nhiệt thêm. Nghe một mình vậy ăn bao nhiêu? 201 hả? À. Hấp dẫn quá lửa bừng bừng luôn. Món này là món gì anh? Dạ này là bò. Dạ. Lòng bò. Lòng bò làm gì? Lòng bò lòng cẩm. À, hấp lòng cẩm nè. Hôm bữa chiều ngồi với bạn bè làm cái dĩa lòng bò hấp lòng cẩm lai rai bên bờ trên Như Lộc cũng khá là vui nha, mát mẻ. Này có chưa? Gương có chưa? Có rồi. Sườn non có chưa? Có một phần. Rồi, thêm miếng đi. Này khách mang về hả cô? Dạ. Thấy nhiều thịt quá ha. Cái này phần bao nhiêu? Phần 350. À, cô đang cắt những cái phần dê tươi. Cái này nướng. Khách gọi nướng hả? Dạ, khách giờ, gọi nướng á. Giờ mình cắt ra mình nướng hả? Mình đi nướng à, có ướp không? Có ướp. Dạ, có ướp chứ. Khách có nướng gì thì mình nướng kiểu đó. Đây là những cái phần sườn nè. Vừa bò vừa dê luôn. Mình thấy cái lẩu bò mà có tổ ong nè,
lá sách các bạn, rồi những cái miếng thăng long nè, thì bỏ trong cái lẩu bò thì rất là hấp dẫn nha, nhiều thực khách rất là thích ăn luôn. Có cái lẩu 250. Cô đang soạn phần lẩu bò, khách gọi bao nhiêu cô? Khách gọi 250. Cô soạn một phần lẩu bò 250, đủ thứ hết à, bò chiên nè, mít sữa lòng đó, rồi thịt nạm, gân gì có hết hả cô? Có hết, nhập tẩm là đang gọi một thứ, một ít ít rồi mấy thứ rồi. Mình làm tổng tổng thôi cô, cân luôn, có cân trọng lượng đàng hoàng nha các bạn. Bỏ vào cái nồi, cái nồi này nồi gan hả cô? Sử dụng ở đây, sử dụng cái nồi gan, rồi có thêm tàu hủ nữa nè, rồi hành tây nè, nồi gai, hành trắng, tàu hủ, tàu hành trắng là gì? Củ cải trắng, tàu hủ là con ha, tàu hủ kỳ. Nó bỏ tàu hủ kỳ vô cũng khá là nhiều. Rồi nước lẩu còn cái nồi nước lẩu nữa. Rồi xem kèm với rau thôi cô ha. Đây có hai cái nồi nước lẩu rất là to luôn nè, được nấu bằng điện nha, rất nhiều luôn. Mình tới ba nồi lẩu. Ba nồi luôn đó. Nồi hầm. Tại vì bán từ khoảng 10 giờ sáng tới tận đêm khuya các bạn, và lượng khách nhiều cho nên phải cần cái nồi nước rất là nhiều luôn. Đây chuyên về lẩu bò, lẩu dê và các loại thịt bò tươi, dê tươi cũng có hết nha các bạn. Bây giờ mình ướp nướng lắm vậy. Ướp nướng hả? Dạ. Một phần sườn dê là bao nhiêu? Cái này lạng, tính theo lạng. Dạ, dạ. Quán lẩu bò tươi Lý Sơn, ở trong một chiều thoáng mát có thể ngồi ở vỉa hè ăn lẩu bò cũng khá là lý thú quá. Địa chỉ ở đây là số 875 đường Hoàng Sa, ở đây thuộc phường 9 quận 3 nha các bạn, cạnh bờ kênh Nhiêu Lộc luôn các bạn. Các bạn tiện đường có thể ghé dùng những cái lẩu bò khá là hấp dẫn. Cái món gì chị? Bò tơ hấp rau rừng. Bò tơ hấp rau rừng quá hấp dẫn. Ăn cái mắm này là mắm gì? Nước chấm là gì? Nước chấm là mắm nêm với lại mắm cá con á. Quá hấp dẫn. Bò tơ hấp rau rừng bao nhiêu? 149 ngàn. Này ăn khoảng có 3 người đó. Ở đây là đường Hoàng Sa nè các bạn. Mình thấy quán khách sẽ ngồi ở cặp theo cái vỉa hè trên đường Hoàng Sa. Mình thấy không gian vỉa hè nhưng mà cũng rất là dài đó các bạn. Tuốt ở đằng xa kia, chỗ những cái đèn văng sáng sáng đó. Rồi cặp dài qua tới bên này luôn. Bây giờ khách cũng là khá đông ha, nhưng còn một số bàn cũng còn trống một chút xíu nữa, sẽ đông nữa đó các bạn, bởi vì quán bán tới tận đêm khuya luôn, có đến 11 giờ luôn. Đây là cái lò nướng của quán nè các bạn, nướng ở trên vỉa hè luôn. Cái này mình đang nướng giờ phần gì anh? Vú heo. Vú heo nướng, còn bên kia là gì? Đây là sườn dê. Sườn dê nướng và vú heo nướng. Cái này mình cũng đã tẩm ướp rồi anh ha. Nướng ở ngoài vỉa hè luôn cho nó thoáng đó các bạn. Và cặp theo vỉa hè là khách ngồi ở xa xa kia ha, dọc theo vỉa hè. Ở đây bán các món lẩu bò, lẩu dê, các món chế biến từ bò tươi, dê tươi, rồi các món nướng từ dê bò luôn các bạn. Những phần vú heo hả? Cái sàn ướp vú heo hả? Cái này mình nướng, sẽ làm nướng hả cô? Vú heo nướng nha các bạn, được ướp với gia vị rất là thơm luôn. Ăn với rau thơm hả? Thank you.
rồi, đói bụng rồi. Mình chờ một hồi thì cái lẩu nó cũng sôi các bạn. Cái bếp này rất là hay luôn. Mình dặn cái nút lên, đèn nó cháy lên thì quạt gió thổi vô là lửa nó bừng bừng lên. Khi mình tắt thì lửa than nó sẽ giảm. Đây, cái bếp này bếp than nha các bạn, cho nên rất ngon. Cái nồi thì nồi và bằng gang. Và hiện giờ nó cũng lẩu mình đã sôi rồi. Phần nhỏ nhất nha các bạn, tại vì mình có một mình thôi. Như đây là miếng mình ăn hết rồi đó. Thì nó đang sôi bùng bùng rồi. Thì lẩu bò thập cẩm thì nó sẽ có đủ thứ đó các bạn. Rồi cái phần rau nè. Đây có phần rau mình phải để xa xa ra để gần cái lò nó bị héo. Đó. Trong đây mình thấy có hẹ nè. Những cái loại rau sống rồi ngò gai nè. Đó các bạn. Rồi cải này giống như bắp cải nè, cắt ra nè. Rồi sẽ kèm ăn với mì hoặc là ăn với hủ tiếu. Đây có một cái chén sa tế nè. Mình ăn lẩu bò thì mình ăn với cái chao nha các bạn. Nè, chao vô. Đây nước chao. Có sa tế nó cũng đã cay rồi nha các bạn. Mình cho cái bát mì vô chút xíu đi cho nó chín ha. Mình trộn cái bát cái hủ tiếu này cho nó nóng rồi mình ăn. Lẩu nó sôi bốc cái mùi lên. Ngào ngạt luôn các bạn. Rồi. Sẽ vớt cái hủ tiếu này ra. Chan một ít nước lẩu. Cho một ít rau vào nha. Mà lẩu cũng đang sôi á. Mình có thấy tầng ô các bạn. Một ít hẹ nè. Rồi mồng tơi các bạn. Phần bắp cải cắt ra. Rau má luôn nha các bạn. À, nhớ nhiều loại rau luôn. Nó rục rục chú là mình ăn được rồi. Cái nước lẩu rất là nóng, rất sôi luôn nha các bạn. Cái miếng lá mía bò nè các bạn. Chấm vô với chao. Các loại thịt đã được làm mềm đó các bạn. Bò viên nè. Đây là những cái miếng tàu hủ ti các bạn. Ở trong đây cũng có khoai môn các bạn. Khoai môn nó cũng mềm, ăn rất là bùi. Cái nước lẩu rất là đậm đà luôn, bởi vì cái số lượng thịt nấu ở trong nước rất là khủng luôn. Sẽ tạo độ ngọt cho cái nước lẩu đó các bạn. Còn mì nè, mì nãy mình trụng vô nó mềm mà mình vớt ra nha. Mình ăn có một mình cho nên mình sẽ múc rất là thoải mái nha các bạn. Các bạn mới dễ nhìn thấy được. Bạn nào thích ăn nóng ăn mới đã ha. Nước rất là nóng luôn. Đây là những cái phần tim bò các bạn. Tất cả các loại thịt trụng ra đã mềm các bạn. Chấm nước chao nàng rất là ngon. Còn những cái lá sách này các bạn. Những cái gân á, nó còn hơi cứng cứng chút xíu à, ăn nó giòn. Khoai môn cũng mềm, rất là bùi luôn. Chấm vào chao. Giống như phèo bò các bạn, ăn rất là béo luôn. Trong đây có củ que trắng nha các bạn. Tàu hủ. Quá béo luôn. Nó có mỡ mỡ. Cái phần này là phần tim. Cái này khoai môn nha các bạn. Ăn rất bùi luôn. Đây là cái bò viên. Đủ thứ luôn, bò viên các bạn. Đây là những cái miếng gân nè. Mình thấy cũng khá là mềm. Gân được nấu rất mềm luôn. Lá sách. Lá sách thì còn cứng cứng nha, ăn nó giòn giòn. Là những miếng tàu hủ trắng các bạn. Một cái lẩu bò mà đủ thứ loại thịt, đủ thứ mùi vị ha. Đây gân đây. Cái này khăn lông các bạn, thấy không? Nó mịn 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 giống như một cái khăn của mình vậy. Chấm vào nước chao này cũng khá là ngon.
mình phải dớt dớt như vậy lên mình mới thấy thịt được các bạn. Đây là những phần thịt nạm gầu đó các bạn. Đó. Nãy giờ mình ăn gân với lòng rồi không ha? Đây là nạm nè. Chấm vào miếng trao. Thịt này cũng khá là mềm á. À, có những cái phần mỡ mỡ gân gân thì nó còn giòn giòn, rất là béo các bạn. Các bạn vừa xem một số hình ảnh về lẩu bò tươi qua Lý Sơn ở trên đường Hoàng Sa cạnh bờ kênh Nhiêu Lộc. Mọi thông tin về giá cả, về giờ bán và địa chỉ mình có đề trong video và chạy chữ trong video hết nha các bạn. Rồi có cả cái bản đồ chỉ đường luôn. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn một ngày thật là an lành, hạnh phúc, vui vẻ. Mình hẹn các bạn ở video sau nhé. Bye bye.